Chào các bạn. Thì hôm nay thầy hướng dẫn cho các bạn về cái cách mà tháo lắp một cái con robot hút bụi. Bên trong của nó xem là chúng ta xem là nó có những cái bộ phận nào bên trong trong quá trình mà ta học về sơ đồ nguyên lý và sơ đồ khối của mạch. Vậy thì nhìn qua cái phụ kiện bên ngoài thì các bạn thấy như này. Đầu tiên chúng ta thấy khi mở máy ra chúng ta sẽ có một cái hộp sạc. Hộp sạc này thì nó có tích hợp hai tính năng. Tính năng thứ nhất là vừa sạc. Tính năng thứ hai là bên trong mạch này nó có một cái mạch phát hồng ngoại để thực hiện cái chu trình là khi mà máy robot chúng ta nó yếu pin mà người dùng chúng ta không muốn cắm trực tiếp vào bên trong máy thì để cho máy nó tự động tìm đến cái máy sạc và nó sẽ tự động nó sẽ đến sạc. Và cái nguồn sử dụng cho cái máy sạc này thì chúng ta sẽ sử dụng cái nguồn là 24V theo đúng nhà sản xuất. Và khi mà chúng ta dùng thì chúng ta chỉ việc là các bạn thấy là ta chỉ việc là như này. Ta chỉ việc cắm điện cắm vào cắm vào này đó. Và ta để một cái góc cố định cắm này. Thì các bạn thấy là nó sẽ có một cái đèn báo để nó biết là chúng ta có vào có điện hay không. Đấy chưa? Đây là về cục sạc chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không muốn sử dụng sạc thì chúng ta để ý cho mình là bên trong ở trong máy chúng ta nó có một cái lỗ sạc. Cái lỗ sạc này thì các bạn có thể là rút trực tiếp cái sạc này rồi sau đó là các bạn sẽ cắm trực tiếp vào cái đầu này. Đấy chưa? Đây thì các bạn thấy là trên trên máy chúng ta nó sẽ hiển thị cái đèn đỏ này. Đấy tức là nó đang thực hiện quá trình sạc. Đây là về cơ bản về cái bộ sạc chúng ta là như thế. Thì bây giờ bên trong của máy robot này chúng ta gồm những bộ phận nào? Thì đầu tiên là các bạn nhìn ngoại quan cho mình như sau. Ở đây thì ở phía phía mặt trên ấy thì các bạn thấy là ở đây nó có một nút ấn này. Khi các bạn tác động vào thì cái mặt lắp này nó sẽ mở ra. Thì bên trong cái mặt lắp này nó sẽ có một cái hộp. Cái hộp này mục đích của nó là để chính là chứa rác trong quá trình mà nó hoạt động. Và khi các bạn lắp lại thì ở trên này nó sẽ có một hiển thị cái nút mở nguồn. Nút mở nguồn này khi các bạn tác động vào thì nó sẽ tự động nó sẽ hoạt động. Và cái này nó có cái tính năng các bạn có thể là kết nối với app điện thoại để chúng ta sẽ lên lịch điều chỉnh quét rác cho nó phù hợp. Ví dụ như các bạn hẹn là tầm khoảng 1 giờ hay 2 giờ thời gian như nào thì nó sẽ có trên app. Sẽ buổi sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách cài app như này như của nó như thế nào. Còn về mặt đằng sau thì các bạn thấy mặt đằng sau này đối với cái tính năng của cái dòng máy Kangaroo này thì nó với model này thì nó không có chức năng về sử dụng bằng lau nhà bằng nước, nó chỉ có thực năng chức năng về lau nhà thông thường thôi, tức là lau khô đấy. Thì các bạn thấy là ở đây nó sẽ cùng có này hai cái động cơ người ta dùng để di chuyển cái robot ta. Còn một cái bánh tiếp theo là cái bánh là định hướng. Cái bánh này là bánh định hướng, nó có thể quay nhiều chiều được. Đã. Tiếp tục là để thực hiện quá trình mà quét thì tất nhiên là nó sẽ sử dụng bằng hai cái thanh chổi bên bên hông. Đã. Ở đây thì dạng Kangaroo thì thông thường người ta sẽ khuyến mại chúng ta thêm hai cái khi mới mới mua muối thì nó sẽ có thêm hai cái chổi quét phụ nữa. Tiếp tục là khi mà quét vào thì các bạn thấy là cái chổi bên trong này nó sẽ lăn thêm nữa. Mục đích là khi quét đến đâu thì rác chúng ta nó sẽ được lùa bên trong. Lùa bên trong các bạn quan sát này. Đấy. Nó lùa bên trong và khi mà lùa bên trong thì nó đưa vào cái hộp rác này. Đấy, các bạn thấy là đây là cái hộp rác. Thấy chưa? Đấy. Đây là về cái cấu trúc bên đằng sau của cái máy chúng ta là như thế. Tiếp tục là ở trong này thì nó có một cái tính năng mình thấy là nó cũng khá là hay. Ở đây thì một số cái dòng máy thì mình thấy là nó không có tích hợp. Tức là nó pin là bên trong và khi mà các bạn muốn thay pin ấy thì các bạn phải tháo mặt ra. Còn ở đây thì các bạn muốn thay pin thì nó rất đơn giản này, các bạn chỉ cần tháo cái lắp này. Đấy, tháo lắp này thì các bạn sẽ thấy là pin bên trong, và khi người dùng mà các bạn thấy là khi mà các bạn tra các cái hiện tượng ở trên mạng hoặc là của nhà sản xuất người ta đưa ra ấy, thì các bạn có thể nhìn vào, các bạn dựa vào hiện tượng các bạn sẽ có thể tự thay pin được. Đây các bạn thấy là mình kéo pin ra rất đơn giản này. Đấy. Và các bạn đây các bạn chỉ cần việc là rút rác ra. Đây, các bạn rút rác ra và các bạn thay nguồn pin mới vào là chúng ta có thể là tự động tức là ta có thể tự thay ở nhà được rồi. Còn một số cái dòng khác thì các bạn thấy là khi mà chúng ta muốn muốn thay pin ấy thì các bạn phải tháo ra. Tức là các bạn phải tháo hẳn ra thì chúng ta mới thay được. Đây là về về pin chúng ta nhé. Tiếp tục là ở đây thêm một tính năng nữa thì ở trong một số các cái dòng máy mình cũng thấy nó cũng có
phần hạn chế, đó là phần về cái hệ thống truyền dẫn bánh xe chúng ta. Thì trong cái truyền dẫn bánh xe này nó cũng có thiết kế chúng ta các cái ốc ốc vít để chúng ta có thể tháo rời, nếu mà người dân thì chúng ta có thể tự thay ở nhà được, ví dụ như trong trường hợp mà nó bị kẹt hoặc là trong trường hợp mà nó bị hỏng cái ma sát ở trên bánh xe này, chúng ta có thể thêm mua mới chúng ta thay được. Đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay như này, cách tháo ra như này, sau đó chúng ta sẽ tháo bên trong. Đây các bạn thấy quan sát này, đây ở đây nó có ba cái đâu, các bạn vặn nó ra thôi. Các bạn vặn ra. Các bạn nhớ là giữ chặt cái này, không để tránh trường hợp cái lò xo bên trong nó sẽ bị bung ra. Bạn thấy đây bên trong nó có một cái lò xo này. Sau đó là các bạn sẽ kéo cái này lên. Đấy chưa? Các bạn quan sát ở dưới này nó sẽ có một cái rắc, các bạn có thể rút ra được. Đây ví dụ như là mình rút ra được. Đây các bạn thấy không? Rút ra và các bạn mua mới các bạn thay đều được. Đây, đây là cái cơ cấu truyền dẫn đây. Sau đó các bạn lắp vào. Đây người dân chúng ta có thể là thay thế vẫn vẫn được nhé. Sau đó là các bạn nhớ chú ý cho mình cái lò xo này nó rất cứng, cho nên là khi mà các bạn lắp vào các bạn để ý cho mình là các bạn ép vào cho nó, ép vào để nó ép cái điểm ép vào, nó phải cái lỗ của lò xo nó phải vào cái lỗ này. Đây, các bạn, cái đây nó có cái hiệu RL tức là bên trái và bên phải rồi, thì các bạn cứ thế mà mua thôi. Ví dụ như là nó hỏng bên nào thì các bạn để ý cái ký hiệu của nó. Ví dụ đây là bên bên L, bên R. Các bạn giữ các bạn lắp nó vào. Đây là về cái đây, sau khi mà các bạn kiểm tra xem thì các bạn thấy nó có độ nhún này là được rồi. Còn nếu mà trong trường hợp mà nó không nhún được thì cũng tỏ là cái lò xo chúng ta nó bị tụt. Còn khi mà các bạn muốn thay cái chỗ quét này nhé, ở đây hồi nãy mình chưa nói về cái chỗ quét, là khi cái chỗ quét là các bạn chỉ cần rút này thôi, các bạn rút này, bên trong là nó có một cái ngàm giữ, các bạn rút lên. Bình thường một số cái loại dòng khác thì nó sẽ có ốc vít, nhưng cái dòng này thì nó sử dụng bằng cái ngàm chốt nhé, cho nên là khi mà bạn thay thế thì nó rất dễ, các bạn chỉ cần kéo này là nó sẽ ra thôi. Đấy. Sau đó các bạn lắp vào, các bạn ấn xuống, bạn ấn xuống là được. Đấy, ấn xuống là được. Đấy chưa? Còn tiếp tục là ở như các bộ phận đều xung quanh của cái con robot của chúng ta, ở đây nó có các cái cảm biến này, cảm biến này, cảm biến này, cảm biến này, cảm biến này là nó giúp trong quá trình mà di chuyển khi mà nó xuống những cái bậc thang ấy. Tức là xin lỗi, nó không thể xuống bậc thang được, thì khi mà nó gặp cái vật cản là nó khoảng trống thì nó sẽ tự động lùi lại cái robot để tránh trường hợp mà bị rơi. Tiếp tục là ở trên cái bề mặt này, trên bề mặt này các bạn thấy này nó có độ đàn hồi đúng không? Bên trong nó sẽ có một cái lò xo và đường trước này nó sẽ có hệ thống cũng cảm biến, mục đích là thì khi mà nó va vào tường thì nó sẽ robot chúng ta nó sẽ tự động nó sẽ quay đầu lại. Đây là cái về sơ bộ bên bên ngoài mà các bạn có thể nhìn thấy được. Còn hai cái chân này chính là hai cái chân sạc các bạn nhé, hai cái chân sạc, khi mà các bạn sạc thì nó sẽ tiếp xúc với hai cái đầu này. Đây, đây là chế độ sạc tự động để cho nó tự tìm. Rồi đây là về cơ bản bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tháo bên trong ra. Thì đối với cách tháo bên trong ra thì nó khá là dễ thôi, thì công việc đầu tiên để mà tháo được bên trong của nó ra ấy, thì các bạn để ý cho mình như này. Các bạn sẽ tháo cho mình cái mặt này trước. Đây, mặt này trước. Ở đây nó sẽ có 1, 2, 3, 4, 5 con ốc này. Các bạn tháo là cho mình 5 con ốc này ra. Bạn cứ tháo từng từng chi tiết một. Mình rút cái này ra để cho nó tiện nhé. Đấy.
rút cái này ra mình bỏ gì này. Khi mà tháo ra chúng ta kiểm tra về mạch thì chúng ta sẽ tháo hết toàn bộ các phụ kiện bên ngoài ra để tránh trường hợp nó bị vướng. Sau đó là các bạn sẽ tháo tiếp cho mình cái nguồn kết nối pin. Các bạn tháo ra thì các bạn thấy nó sẽ ra ngoài đấy các bạn. Tháo tiếp cho mình cái hộp pin này ra. Đoạn đường ta kéo ra nó rất dễ. Cái đây là chính là cái ngàm giữ cái phần mà chúng ta vừa tháo ra, chính là cái phần giữ cho cái bề mặt này. Phụ kiện ra thôi. Sau đó các bạn kéo ra. Đó. Để các bạn rút ra. Phụ kiện. Tương tự như vậy các bánh. Mình tháo ra lên nắp này, mình tháo ra bên trong nó rất là nhạt. Các bạn giữ cho mình không là tránh trường hợp cái lò xo nó bung ra. Các bạn nhớ chiều nhớ ốc của mình, sau đó là các bạn rút dần dần ra. Cái này thì đối với những dòng này thì nó thay thế phụ kiện thì nó rất là dễ. Khi các bạn thay thế thì nó là dặn dắt cái lỗi, cho nên là khi các bạn làm thì nó không chỉ cần rút sắt là được. Nhưng mà đối với những cái dòng khác thì mình thấy là một số cái dòng thì nó nằm ở bên trong cái mạch của nó, khi các bạn muốn tháo ra thì các bạn phải tháo hẳn ra rồi sau đó là các bạn với rút sắt từ bên trong ra thì nó mới ra được. Cái dòng này thì mình thấy là khá là nhàn. Ở bên trong này nó sẽ sử dụng một cái động cơ servo, tức là động cơ bước. Đây, thấy chưa? Đấy. Sau đó các bạn tháo hộp giáp này ra. Còn chi tiết nó khá là dễ luôn. Mình xem là bên trong này. Khi mà mình tháo ra xong rồi thì cái mặt bên này thì các bạn hãy quan sát là mình kéo ra nó rất là nhạt. Ở đây nó có những cái rắc kết nối thì các bạn nhớ cho mình là khi mà các bạn tháo ra đây, các bạn thấy là cái lò cái đàn hồi của nó đây, khi mà vào tường thì nó sẽ đàn hồi như này này để tránh trường hợp nó cách mạnh quá. Tháo ra này, các bạn thấy. Ở đây cái rắc này thì các bạn tháo cái rắc này ra. Bên trong nó có cái bấm. Khi nó mức cho nên là hơi khít này các bạn ạ. Bên trong nó có cái bấm. Nó có cái bấm đấy, sau khi mà các bạn thấy là bên trong bên trước này có toàn bộ là cái mạch cảm biến của nó thôi. Cảm biến này mục đích là khi mà nó vào tường thì nó sẽ phản hồi các tín hiệu mà nó nhận được ấy, đưa về với xử lý. Dạ, rồi sau đó là các bạn lật ngược lại. Các bạn thấy ạ. Cái công tắc hành trình khi mà nó đây cái công tắc này các bạn này, đây là toàn bộ cái công tắc hành trình của nó. Khi mà nó vào tường nó sẽ các bạn thấy nó đàn hồi lần ngược lại. Ở trạng thái nó giống như là dạng tiếp điểm mà các bạn học trong các cái phần lò vi sóng, là chính là dạng giống công tắc cửa. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ mở các con ốc này ra. Đây có mấy con ốc các bạn mình hình nó sẽ mở ra. Đôi con này tháo ra nó rất dễ.
Còn để ý là ốc này. Ốc rụng lá lời. Để bạn xem là xem qua xem là còn có ốc nào không. Đây còn con này. Lật ngược bạn mỡ ra nó rất dễ đúng không? Đây là cái cấu trúc bên trong cái mạch của nó đây. Mạch của bên là cũng bạn xem là bên trong của nó mình sẽ rút ra. Những em nào mà chúng ta nhớ chú ý là trong quá trình mà chúng ta không biết được thứ tự giắc ấy thì tốt nhất là các bạn cứ quay phim và chụp ảnh. Các bạn rút rắc kết nối ra. Này. Này, các bạn giữ cho mình cái này. Này, rút rắc này nữa. Này, đây này. Đây chính là toàn bộ cái phần mà khi các bạn thao lắp như này. Thì về cơ bản thì bây giờ mình hướng dẫn cho chúng ta về một số cái tính năng bên trong cái này một chút nhé. Thì các bạn thấy là bên trong cái sơ đồ mạch chúng ta đây là trên sơ đồ main chính của nó thì các cái thành phần cấu tạo chủ yếu thì nó gồm có cái quan trọng nhất vẫn là con chip điều khiển rồi đúng không ạ. Còn lại là từ cái chip điều khiển này nó sẽ đưa ra các cái lệnh điều khiển, thì trong đây nó sẽ có một cái chức năng là kết nối với app, thì bao giờ nó sẽ có một cái cạc wifi. Đây các bạn này, cạc wifi của nó nằm này. À, đây chưa. Còn đâu là các bộ phận giao tiếp thì người ta sẽ sử dụng bằng các cái IC thuật toán để nó thực hiện quá trình so sánh giữa các tín hiệu mà thu nhận về với cái tín hiệu mẫu mà nó được cài đặt ở bên trong máy. Còn lại là các cái đầu dây là kết nối ra ngoài thôi. Bạn thấy là nó khá là mạch thì tương đối là phức tạp hơn so với cái dòng khác. Ví dụ như cái dòng dòng Mi thì nó Xiaomi ấy, thì nó sẽ nhỏ hơn cái này, nhưng con này thì nó mạch của nó thì nó nhìn có chắc chắn hơn và nó đưa ra nhiều chức năng hơn. Đấy chứ. Rất là cái này nó đặc điểm là nó có một cái đơn vị sản xuất mạch ở bên bên Trung Quốc, thì người ta sẽ làm cái mạch này nó không đưa, các bạn nhìn nó rất chi là khó đâu, bởi vì là cái màu này là màu tối, tức là trong quá trình người ta thiết kế xong mạch rồi để tránh trường hợp nó bị trộm bản quyền này. Thì người ta sẽ phủ bằng một lớp 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 sơn này. Đó. Cho nên là thông thường là đối với những mạch này, những cái ban bệnh mà ví dụ như là các động cơ chúng ta không hoạt động, thì các bạn cứ dò cho mình từ cái động cơ này nó đưa đến một cái con, tức là nó sẽ có những cái con IC thuật toán gần đó, thì các bạn dựa vào hiện tượng để các bạn thay thế thôi. Đấy ạ. Các bạn đo nguồn và các bạn so sánh giữa cái ví dụ như bên này với bên này xem là bên nào nó có sự khác nhau. Đấy ạ. Ví dụ như bên này các em đo là cái nguồn cấp cho nó là 12V, nhưng mà bên này các bạn thấy là đo nguồn cấp nó không có nữa, hoặc là nó có nhưng rất rất nhỏ. Đấy, thì các bạn dựa vào hiện tượng để các bạn thay thế nó dễ. Còn lại là các cái đầu dây còn lại là toàn bộ nó đầu dây cảm biến thôi. Đầu dây cảm biến và các đầu dây nhận tín hiệu phản hồi tín hiệu thì nó là nhiều thôi. Đấy. Còn cái mạch này thì các bạn thấy là khi mà mở ra thì toàn bộ là dây dẫn là nhiều. Đó. Tương đối là nhiều nhiều giắc cảm biến, đa phần là cảm biến là nhiều. Đấy ạ. Thì đấy là toàn bộ cái phần mà mình hướng dẫn cho các bạn cái cách tháo đối với những dòng máy, ví dụ như máy này, máy Kangaroo thì nó khá là dễ tháo đúng không? Rồi hôm sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách mà cách kết nối app và một số các cái hư hỏng thường gặp trong cái máy này. Mình sẽ gửi tài liệu trước cho các bạn. Được chưa? Rồi, chào.